Đồ gỗ Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay ngày 11 tháng 8 năm 2017. Thanh Luân xin trân trọng giới thiệu chiếc giường gỗ hụ mẫu chữ X diệp hồng. Kích thước 1m8 x 2m đã được chúng tôi hoàn thiện xong phần lắp đặt và đã bàn giao cho gia đình anh Đăng ở phố Bùi Thị Tự Nhiên, thành phố Hải Phòng. Ngoài chiếc giường gỗ hụ ra, anh Đăng còn mua của Đỗ Thành Nguyên rồi một bộ bàn ghế, một chiếc kệ tivi. Thành Nguyên đã lắp đặt xong chiếc giường gỗ hụ mẫu chữ X. Để xuống phần tầng dưới, chúng sẽ quay phòng khách. Quay phòng khách này chị ạ. Phía dưới này đã lắp đặt xong bộ bàn ghế và chiếc kệ tivi cho gia đình anh Đăng. Bộ bàn ghế bình quốc triện gỗ vụ gồm có 6 món. Toàn bộ là thông số làm theo kích thước của bộ cột máy ngai và gỗ rất là dày. Thì trong này chiếc kệ tivi gỗ hương đỏ của làng đã được đục chạm hết sức là tinh xảo.